em nhỉ? Có nghĩa là cái này nó để hoài vậy luôn. Em tháo cái này ra Xếp xếp là bằng đây nè. Em xếp lại anh. cái này xếp lại Cái này móng tay. nè cái Rồi. Cái này anh phải cái này rồi anh. Đó, thì khi mà anh muốn nghe anh không? Anh cứ chơi này nè. Đang vừa. Đó, cái gì vậy? Mở ra cái tay gì nó mày kêu tôi chơi nào cây đó là chủ Vũ là Vũ cái này nè. Thì em gắn cái cây vô trong cái máy em mười mấy triệu vô cái cây đó là em Vũ. Thì đúng rồi, thì quay cái bài đó hay quay vậy chứ quay sao? Thì Vũ dăng cái máy ra luôn. Thì ráng chịu chứ nói gì, cái động tác đó là hay vậy mà. Cái này bao nhiêu em? Dạ, cái 309. Mắc dư à? Có tí xíu Xin có tí xíu mắc dư à? Còn ở đèn hồi nó là nghèo luôn á. mình cứ coi thợ máy anh nào mình về mình đặt cũng được. Bất công sao à, để gần tự nó hết luôn mà, chỉ có mở mình bớt thôi, mình để vô là tự nó hết luôn. Hết cái nào nó cũng luôn. Chỉ với một thao tác duy nhất là chúng ta gắn vào thanh nối dài rồi sau đó kéo dài ra mà không cần phải đưa camera vào mặt một ai đó hoặc là phải canh như thế nào, bố cục ra sao. Cái này là con không có biết mà cái video tải về máy á nó mới biết. Chỉ việc mà đưa lên cao như thế này thôi, sau đó chúng ta có thể quan sát được tổng thể. Câu chuyện ở đây là ba người thì không cần phải canh một người nào cả, nhưng có thể lấy luôn cả ba người, hoặc là thậm chí nhìn ra ngoài đường xem sự việc ở ngoài đường như thế nào, hay là trên bàn đang có những vật dụng gì, thực hiện cái thao tác gì đều có thể xem được. Và sau lưng chúng ta có những cái sự vật, sự việc, đồ vật hay là sự kiện gì thì đều có thể lấy được tất cả các sự kiện xung quanh chúng ta, thu vào trong ống kính và trong súng này. Xài rút ra rút vô thì nó tiện hơn. Nhưng bình thường ví dụ mà lấy file á, mình chỉ cần cóp qua 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 file ở đây nó phát ra và cái đầu cần đi muốn rồi thì nhớ ra là vô đúng không? Nếu mà anh làm bằng máy tính á thì anh phải chắc chị nhớ đánh bằng máy tính. À, tại anh thôi anh tại vì máy tính đâu có những nào mà nó liên kết được không ta? Anh chưa thử cái đó. Ừ. Không, nếu mà anh lấy cái này phát ra wifi nó mới tính kết nối wifi này, biết nó xuất file được. Chỉ có như là chỉ có Google nó phát ra wifi. Tất cả những cái đó về thử. Và nếu mà bình thường mình đi du lịch mà không lấy máy tính thì mình sẽ xuất file. Ừ. Họ kết nối vô cái wifi của nó và xuất file được. Đúng rồi, chính xác luôn. Dạ, nó ít làm trên đây lắm. Ví dụ anh cứ quay thoải mái đi, anh cứ về nhà anh làm sao cũng được. Nó bảo không những máy anh chỉ kết nối cái bảy nó đá được sao. Đây là ở đây câu chuyện giữa mình và bạn bán hàng thì không cần phải canh, nhưng mà vẫn có thể lấy hai người ở trong khung hình này để hiểu được câu chuyện như thế nào, hoặc là một mình bạn này vẫn được. Và như ở cái cảnh này thì hiện tại là mình đang xem các menu ở trên camera 360, không có chỉnh cái cam quay qua một hướng nào cả, chỉ để một chỗ và bấm thôi. Nhưng mà khi edit thì vẫn có thể lấy được khung ảnh của những người xung quanh, ngoài đường, trong nhà, nó tóm lại là tất tần tật những gì đang diễn ra xung quanh cái chiếc camera này. Mặc dù cái file nó hơi lớn nhưng mà mình thấy đây rất phù hợp cho quay vlog hoặc là gia đình tự quay.